Thân mến chào mừng các bạn nhỏ, chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Bây giờ Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn nhỏ làm bài tập D, bài tập luyện viết Write của Unit 3 của phần Let's Start. Các bạn nhỏ ha, Let's Start là bắt đầu phần đầu tiên của mỗi cái unit đó các bạn nhỏ ha. Là phần A, phần B, phần C chúng ta làm xong hết rồi. Thì bây giờ là phần D, phần bài tập D này. Phần bài tập D này chúng ta sẽ bắt đầu luyện viết 4 câu. À, 4 câu của chúng ta rất là dễ các bạn ơi. Câu đầu tiên là người ta đã hướng dẫn chúng ta viết rồi nè. Đây, bạn nhỏ này có thể đếm đến 10 đúng không? Thì bạn này nói nè, I can't count to 10. I can't count to 10. Tôi có thể đếm đến 10. À, vậy thì câu đầu tiên với cái hình đầu tiên chúng ta được làm rồi thì sang câu số 2. Thì người ta giúp mình viết điều gì nào? À, bạn này nói các ký tự A, B, C, D, E này các bạn nhỏ. Thì trong câu á, người ta sẽ nói là gì? Đây, I can. Đó, I can say gì các bạn nhỏ? Đây, say the alphabet. Đó, I say the alphabet là nói những ký tự A, B, C đó. Vậy thì các bạn nói tôi có thể nói các ký tự ABC thì chúng ta sẽ nói là gì? I can't say the alphabet. Alphabet. Đó, các bạn nhỏ thấy chữ này chưa? Chữ này đây này các bạn nhỏ ơi, đây rồi đó. Tôi có thể nói các ký tự ABC D E F G H I K đó. Rồi, như vậy thì với cái hình số 2 này các bạn chỉ cần nói I can say the alphabet là ra, đúng nào? Rồi, bây giờ sang cái hình số 3. Hình số 3 là a book. A book là bạn này đọc một cuốn sách thì các bạn nói sao? Đây, read the book. Read the book. Mà nói bạn tôi có thể đọc một cuốn sách thì các bạn phải nói là I can. Đó, giống chữ này này. I can read chữ này nè các bạn nhỏ này. Đây chữ này read đó, chữ Mr. Long lên cho bạn xem này, read đây. I can't read a book. I can read a book đó, tôi có thể đọc một cuốn sách. Quá dễ các bạn nhỏ ha. Rồi vậy thì hình cuối cùng là bạn nhỏ này có thể viết chữ đúng không? Có thể viết chữ thì viết chữ là gì? Đây, write the word là viết chữ đúng không? Và I can write the word, tôi có thể viết chữ. Đây các bạn nhỏ nhìn đây, I can write the word. Đó các bạn nhỏ này, cái chữ write với Mr. Long Lân viết chưa được đẹp lắm. Đây các bạn nhìn cái chữ write, đây chữ này nè các bạn nhỏ ha. Đó, write the word. Đó, I can write the word, tôi có thể viết chữ đúng nào? Đó cái hình này, bạn này đang viết chữ này. Rồi như vậy là bài tập D này chúng ta cũng đã được biết được 4 cái câu nói rất là hay đúng không các bạn nhỏ? Rồi hy vọng các bạn nhỏ thấy các video của Mr. Long Linh hay, các bạn nhỏ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn nhỏ đón nhận thêm nhiều cái video hay ha. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhỏ rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ ha. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo.